rồi quay lại kênh của mình nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay đúng lý ra mình sẽ làm video để chia sẻ đến anh em trong kênh của mình những cái mẫu hồ cá mới anh em. Nhưng mà cũng có một số anh em nhắn tin với lại comment cho mình á. Anh em đó là đang gặp cái vấn đề rối trong cái vấn đề là kết nối giữa những cái thùng lọc với lại là những cái ngăn lọc với nhau á. Có cái thì nước nó bị tràn và có cái là nước nó qua không kịp anh em. Thì khi mà anh em gỡ những cái hình ảnh hoặc là những cái clip hồ cá với lại lọc của anh em qua cho mình á, thì mình thấy nó có một cái điểm chung ở đây, đó là ngay chỗ cái ống thông anh em đi nó hơi bị sai tí xíu ha. Và cái trường hợp này thì hầu như là đa phần là anh em mới chơi là gặp nhiều. Và ngay cái bản thân mình luôn, là ngày xưa khi mà lúc mà mình mới chơi á, là mình cũng gặp cái trường hợp này luôn anh em. Có nghĩa là mình kết nối, mình cứ nghĩ là giống như nước đầu vô ống bao nhiêu là mình ra cái đầu nó cỡ tầm bao nhiêu đó, hoặc là nhà lớn hơn tí xíu thôi. Nhưng mà sau này khi mà mình có một cái thời gian trải nghiệm rồi thì mình mới biết được rằng mỗi một cái bơm thì cái ống thông giữa những cái ngăn lọc cũng như là những cái thùng lọc nó khác nhau. Thì chính vì cái điều đó cho nên là bữa nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ đến anh em trong kênh của mình một cái công thức, thì anh em có thể là áp dụng theo cái công thức của mình để mà mình vận hành, để cho cái nước hồ cá của mình á, những cái ngăn lọc, những cái thùng lọc nó không có bị cái tình trạng là bị hụt nước cũng như là bị tràn nước luôn anh em nha. Thì cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến anh em đó là cái hồ mà anh em sử dụng cho bơm dưới 3.000 anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ quay cái bộ lọc của mình sẽ hướng dẫn anh em chi tiết luôn. Thì anh em cứ áp dụng theo cái công thức này thì hồ mini mà xài cái bơm dưới 3.000 thì mình cứ áp dụng vô là chắc chắn 100% là nước nó sẽ không bị tràn. Cái đầu tiên mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em dành cho cái máy bơm nó từ 2.000 lít cho đến 3.000 lít anh em nha. Là khi mà bơm, mình bơm vô trong cái thùng này là thùng đầu tiên đúng không? Ví dụ như anh em không có ngăn lắng á, thì cái này là sẽ làm lắng nè, cái này sẽ làm lọc nè, rồi trả về hồ chanh. Còn nếu như mà hồ của anh em giống như của mình á, nó có một ngăn lắng rồi thì mình bơm lên đây thì thùng này sẽ là lọc, thùng kia cũng là lọc, sẽ trả về chanh, hồ chanh ha. Thì bây giờ đối với lại cái máy bơm mà từ 3.000 trở xuống nha, từ 3.000 trở xuống thì khi mà nước nó bơm vô trong đây nè, thì ngay chỗ trên đây nè anh em đục cái lỗ nè, anh em kết nối cái ống 60 thôi. Thì đối với lại những cái máy bơm mà từ 3.000 trở lại đó, chỉ cần kết nối cái ống 60 ở đây thông xuống dưới đây là nước nó sẽ qua đủ rồi anh em nha. Nha, từ 3.000 đổ lại nha, bơm từ 3.000 đổ lại nha anh em, nhớ cho mình ha. Đục ở đây nè, nguyên tắc là trên đây nước sạch theo trên đây rồi nó đi xuống là xuống dưới đây. Còn cái của mình đó là do là không có diện tích á, cho nên là mình đục vô luôn rồi mình gắn cái co mình đi nước lên. Nè, đến quay cho anh em coi cái của mình nè. Đó, gắn cái con nước lên rồi nước bên đây nè, vô đây lên qua mấy cái lớp xi măng lọc, xong rồi nó thông theo ống 90 nó đi xuống dưới. Rồi đi xuống dưới nè, nó vô đích nè anh em thấy không. Trên đây mình để 3-4 lớp xi măng nè, rồi trên đây mình để phun nhân thạch luôn, nước nó dần lên nó sẽ ra theo ba cái ống này trả vô hồ chánh. Thì có nhiều anh em thắc mắc là tại sao cái hồ của mình là ống đi nó quặn quẹo hết, thì cái này là chia sẻ với anh em. Thực chất á, là chỉ cần đi một ống thôi, nhưng mà tại vì do đó mình làm mấy cái ống cũ nó còn á, cho nên là bỏ uổng nha, là mình để mình tận dụng mình làm luôn, mình để luôn cho nên là nhìn nó quằn quẹo nó không mắc thẩm mỹ. Nhưng mà cái này nó không sao, tại vì nó nằm ngoài cái hồ của mình á, cho nên anh em đừng để ý mấy vấn đề này. Nước thông qua anh em chỉ cần đục một lỗ thôi, thì đối với là cái bơm từ 3.000 trở xuống á, ống thông của nó sẽ là 60 ha, trên đây kết nối xuống đây, và cái ống ra của nó chỉ cần ống 1, ống 34 là đã đủ rồi nha anh em. Chỉ cần một ống 34 là đã đủ rồi đối với lại cái bơm từ 3.000 trở xuống nha anh em nha. Rồi thì đó là cái mà công thức mà mình chia sẻ dành cho những cái hồ và siêu mini anh em nha, 100 lít, 200 lít hoặc là 250 lít. Mà nói chung là cái hồ anh em sử dụng cái bơm dưới 3.000 nha anh em, thì cứ theo cái công thức này anh em cứ kết nối cho mình. Thí dụ như bơm anh em để trong hồ đúng không, nó sẽ bơm lên cái thùng đầu tiên gọi là thùng lắng, thì kết nối giữa cái thùng lắng qua cái thùng thứ hai sẽ là ống 60. Và nếu như anh em xài 3 thùng thì ngay chỗ thùng thứ hai qua thùng thứ ba cũng sẽ là ống 60 anh em nha. Và nước trả về hồ chánh chỉ cần anh em đi một ống 34 là đã đủ rồi anh em. Thì đó là cái dành cho những cái hồ siêu mini, và giống như anh em có thể là sử dụng cho cái hồ mà kiến cũng được luôn anh em nha, hoặc là trong những cái ngăn lọc cũng được luôn. Thí dụ như ngăn lọc mà anh em xây những cái hồ mà mini á, rồi mình xây 3 ngăn lọc đó, thì thí dụ như mình xác định là xài luôn á, thì anh em sử dụng cái ống thông là 60 dành cho những cái máy bơm mà dưới 3.000 anh em nha. Còn bây giờ ở đây thì mình sẽ nói chia sẻ đến anh em cái công thức dành cho cái máy bơm nó lớn hơn tí xíu, hồ lớn hơn tí xíu, ví dụ như hồ 300 lít, 400 lít hoặc là 500 lít mà anh em sử dụng cái bơm
dưới 6.000 ha, có nghĩa là từ 6.000 trở lại anh em nha. À, mình sẽ lấy cái ví dụ máy bơm từ 6.000 đến 3.500, có nghĩa là hồi nãy là từ 3.000 đổ xuống ha, cái này là lớn hơn 3.000 nhưng mà dưới 6.000 ha. Thì anh em tiếp tục đục đây nè, một cái lỗ ống 90, rồi anh em kết nó xuống đây ha, nhớ ha, trên đây ống 90 trên đây xuống đây, còn nếu như anh em cảm thấy làm vậy nó mất diện tích có thể làm giống như mình, đục vô kết nối xong rồi gắn cái co lên, nước sẽ bơm vào bên này dâng lên, dập ống 90 đi xuống qua lên bên đây và sẽ dâng lên những cái lớp vật liệu lọc trải vào hồ chánh. Thì đối với lại cái bơm 6.000 chỉ cần anh em đi một ống 42 là đã được rồi. Còn nếu mà anh em muốn đi hai ống, một cái làm luồng một cái đa thác á, thì anh em chế ha, một cái ống thay vì cái này của mình 21 nè, anh em đi một ống 21 rồi anh em làm một ống 34 này mình cho đa thác, 21 này mình làm luồng. Thì anh em nhớ cho mình là luồng nó sẽ thấp hơn thác để nó tạo cái lực đẩy cho cái luồng nó mạnh, còn nước còn dư nó sẽ đi theo cái ống 34 này ra thác trải vô hồ chánh anh em nha. Là đối với cái đó là đối với là cái bơm là 6.000 anh em nha, và trên 3.000 thì nhớ cho mình ha, bạn nào đang xài những cái bơm mà trên 3.000 mà mình đi cái ống mà nó bị tràn á, thì anh em nhớ cho mình trên 3.000 thì thôi mình đi một ống 90 đi, đó là bơm 6.000 cũng được nữa, 5.000 gì đó đi ống 90 kết nối xuống, còn không là anh em có thể đục cho mình đi cái coi như nãy đó, mình cũng quay cho anh em xem đó. Đó, rồi qua nước bên đây mình chỉ cần đối với là cái bơm 6.000 chỉ cần một ống 42 là đã đủ rồi. Còn không thì anh em đi một ống 21 như là một ống 34 anh em nha. Thì ống 34 này nó sẽ cao hơn cái ống 21 này. Cái ống 21 thấp để lực nước nó ra mạnh, nó làm luồn, còn cái ống này nó sẽ là ra thác để nó trả vô hồ chánh anh em nha. Rồi thì cơ bản như vậy là anh em sẽ hoàn thành cái hệ thống lọc của mình mà nước nó không có bị tràn anh em nha. Rồi thì đó là hai cái công thức mà nói chung là mình chia sẻ để anh em nào ví dụ như có xây những cái hồ mini. Cái mà mình chia sẻ đây là dành cho hồ từ một khối đổ lại nha anh em. Thì có hai cách, đó là một là cái bơm nhỏ hơn 3.000 và hai là cái bơm nhỏ hơn 6.000. Còn nếu như anh em mà xây những cái hồ nó ví dụ như một khối đi, mà ví dụ như anh em xài bơm 10.000 đi, thì anh em cứ nhân lên dùng cho mình ha. Ví dụ như bơm mà 2.500 lít đi, là mình sử dụng một ống 60. Thì thí dụ như 10.000 là 4 ống thông là 60 nha anh em. Thông giữa những ngăn lọc với nhau á là 4 ống là 60. Thì như vậy là nước nó sẽ qua kịp và nó không có bị cái tình trạng là bị tràn nước hoặc là thiếu hụt nước. Tại vì khi á, mà anh em gửi những cái hình cũng như là những clip qua cho mình á, mình thấy là anh em đi những cái ống thông á nó rất là nhỏ. Thì khi mà như vậy á, lúc đầu có thể là nó qua đều, nhưng mà sau một cái thời gian anh em, những cái cặn li ti nó bám vào những cái vật liệu lọc của mình á, thì nước nó sẽ bắt đầu nó qua, nó giảm đi. Cho nên là tốt nhất là khi mà anh em làm cái ống thông á, anh em đi cái ống to đi, để thí dụ như sau này mà anh em có muốn á mà nâng bơm hay là gì đó thì mình cũng không có phải là phải sửa lại quá nhiều anh em nha. Còn nếu như mà anh em đi cái ống nó vừa hợp với lại cái bơm đi, sau này anh em muốn tăng bơm thì chắc chắn là anh em phải sửa đi sửa lại, nó vừa tốn thời gian mà nó mất cái thời gian của mình nữa anh em nha. Thì cho nên là thấy cũng có nhiều anh em đang gặp thắc mắc trong cái vấn đề là làm như thế nào để kết nối giữa những cái thùng lọc, những cái ngăn lọc nó hoạt động trơn tru mà nó không có bị cái tình trạng hụt nước cũng như là bị tràn nước á. Thì bữa nay là mình làm cái video này để chia sẻ đến anh em trong kênh của mình, để ví dụ như ai mà có cái nhu cầu làm lọc chế giống như mình, hoặc là anh em chuẩn bị sửa chữa hồ, xây hồ, thì có thể là tham khảo video này của mình anh em nha. Thì thôi chắc có lẽ là mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nha anh em. Thì thí dụ như ai có muốn sửa hồ hoặc là nâng cấp hồ á, hoặc là làm lọc chế, thì có thể là tham khảo cái video này của mình để nó tránh cái tình trạng nước bị tràn anh em nha. Thì nếu mà anh em xem video thấy những cái mà mình chia sẻ nó hữu ích thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì trong kênh của mình, ví dụ như anh em nào cũng muốn giao lưu kết nối thì anh em cứ comment bên dưới anh em nha. Một lần nữa mình xin khẳng định lại là không phân biệt hồ to, hồ nhỏ hay là cá nhật có việc anh em nha. Tất cả gì cũng đam mê thôi, cho nên là anh em đừng có ngại ha, cứ comment bên dưới anh em nha. Rồi chúc mọi người xem video vui vẻ nha.